Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, mình là Thái Phạm. Thì rất vui được gặp mọi người trong cái buổi Forex thực chiến ngày hôm nay. Thì cái video về thực chiến của Thái sẽ được là phát sóng trên kênh của Finansac vào lúc là 10 giờ tối thứ ba hàng tuần và sẽ được phát trực tiếp nha anh chị. Thì cái video này thì Thái đã quay là lúc là tầm 5 giờ chiều, thì có nghĩa là cái thời điểm này là cái thời điểm mà thị trường nó chưa có tin, cho nên có thể nó sẽ có ít cái biến động so với cái thị trường mà lúc 10 giờ, tức là cái thời điểm mà cái video này phát sóng. Cho nên nó sẽ có một số những cái biến động ít và cái cơ hội đầu tư nó sẽ là xuất hiện ngay bây giờ. Còn trong cái trường hợp mà sau khi cái video này nó đăng lên thì có thể cái cơ hội nó đã đi qua rồi. Cho nên một số anh chị là sẽ xem xét và nhìn lại cái kết quả mà Thái đã phân tích. Thì ok, bây giờ bắt đầu cái phần là trình bày của Thái trong cái phần là những cái kịch bản nào tiếp theo cho giá vàng trong cái tuần này. Thì đầu tiên Thái sẽ nhận định về cái chỉ số USD, thì cái USD hiện tại nó đang có những cái thông tin gì và cái biến động của nó ra sao trong cái phiên hôm nay. Thứ nhất là mình nhìn trên cái đồ thị, anh chị sẽ thấy là cái USD hiện tại là đang xuất hiện cái dấu hiệu là chỉnh nhẹ so với cái phiên là đầu ngày, có nghĩa là bắt đầu từ đầu phiên nó đang xuất hiện là chỉnh nhẹ so với cái đầu phiên. Và ngày hôm nay nó có một cái thông tin mà anh chị cần phải quan tâm, đó là cái tin là CPI, tức là cái chỉ số giá tiêu dùng. Thì đây chính là một cái chỉ số về lạm phát của Mỹ. Cái chỉ số này nó thể hiện về cái việc là Mỹ nó sẽ lạm phát. Và hiện tại khi mà cái chỉ số này nó đang cho cái dấu hiệu là 3.3% so với cái tháng trước là 3.7%. Thì như vậy nó thể hiện là một cái sự là sụt giảm về cái chỉ số lạm phát. Thì khi mà cái chỉ số lạm phát mà nó cho cái dấu hiệu là giảm như vậy thì nghĩa là cái chính sách về dự hâu của Fed, tức là những cái quyết định về nâng lãi suất của Fed, nó sẽ bị là giảm. Nó giảm cái tính chất là dự hâu hơn. Thì trong cái trường hợp mà cái chỉ số CPI này nếu như mà nó công bố ra cái mức là thấp hơn hoặc là quanh mức 3.3 như là dự đoán ở đây thì nó sẽ ảnh hưởng khá là tiêu cực đến cái đồng USD, bởi vì lạm phát đã được kiềm chế và các khả năng là trong tương lai chính sách của lãi suất Fed trong cái cuộc họp tháng 12 này sẽ không có nâng lãi suất, thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực nhẹ đến cái đồng USD. Cho nên về trong cái trường hợp mà USD nếu như mà tối nay công bố ra cái chỉ số CPI mà nó giảm ở mức này thì nhìn trên cái biểu đồ Thái kỳ vọng là USD nó sẽ tiếp tục cái xu hướng là test lại cái vùng là hỗ trợ quanh cái mức là 104.5 quanh mức này. Còn trong cái trường hợp mà cái chỉ số CPI tối nay mà nó công bố quanh cái mức là 3.7 hoặc là thậm chí là hơn cái mức 3.7, thì nếu như mà công bố ở cái mức như vậy thì trong cái trường hợp mà công bố là tại vì cái chỉ số hiện tại thì nó chỉ là đang là cái mức dự đoán của các cái chuyên gia, đây chỉ là mức dự đoán thôi, và cái đây là của tháng trước và dự đoán, và trong tương lai là tối nay tầm 8 giờ rưỡi là sẽ công bố này, thì hiện tại chưa có cái mức công bố chính xác. Cho nên trong cái kịch bản mà công bố ra thực tế, dữ liệu thực tế nếu như mà nó tăng so với cái tháng trước là 3.7% thì nó sẽ giúp cho đồng USD tăng lên. Nghĩa là tại sao nó lại tăng? Bởi vì cái CPI nó là một cái chỉ số về đo lường lạm phát, và trong cái trường hợp mà cái lạm phát nó tăng như vậy thì nó sẽ làm cho cái chính sách về cái cuộc họp của Fed trong cái tháng 12 này sẽ nâng thêm 0.25% nữa. Đó, thì mặc dù là cái công cụ của CME Fed Watch CME Fed Watch thì đang cho một cái dấu hiệu là có đến là 86% là nhà đầu tư là kỳ vọng không có nâng lãi suất trong tháng 12, nhưng mà đó chỉ là một cái công cụ đo lường tâm lý của nhà đầu tư thôi, chứ về thực tế nó như thế nào thì mình vẫn chưa biết. Thì đôi khi những cái công cụ đó nó cũng không phải là chính xác 100% đâu nha anh chị, có những lúc nó phán đoán cũng không hoàn toàn chính xác đâu. Thì như vậy cái kịch bản tối nay CPI anh chị sẽ quan tâm đến là cái mức công bố của CPI, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái lạm phát, thì từ cái lạm phát nó sẽ ảnh hưởng đến cái lãi suất của Fed, và cái lãi suất của Fed nó sẽ quyết định là cái xu hướng tăng hay giảm của đồng USD trong cái kịch bản ngắn hạn. Thì Thái nghĩ nếu như mà kịch bản tối nay nó ra thì nó sẽ thiên về cái xu hướng là giảm về quanh cái mức hỗ trợ này hơn. Đây. Thì nếu như mà nó về quanh cái mức hỗ trợ này thì Thái nghĩ là trong cái ngắn hạn USD nó sẽ đi trong cái biên độ là từ quanh cái mức là 108 này này xuống dưới là 104 thôi, thì trong cái vùng này thôi, chứ trong cái xu hướng là hiện tại thì các cái chính sách kinh tế nó cũng đang khá là bình ổn và cái lạm phát nó cũng đang được kiềm chế rồi, thì nó cũng không có nhiều cái biến động với đồng USD. Rồi bây giờ mình sẽ qua với một cái biểu đồ về giá vàng. Thì về giá vàng thì hiện tại nó đang có những cái thông tin gì?
Thì vàng nó sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều bởi một cái yếu tố, đó là lòng USD. Và giá vàng nó cũng khá là phụ thuộc vào cái nền kinh tế của Trung Quốc nữa, bởi vì cái nhu cầu của Trung Quốc nó vào vàng nó cũng rất là lớn, cho nên nó cũng khá là phụ thuộc vào cái nền kinh tế của Trung Quốc. Và giá vàng thì hiện tại nhìn trên cái đồ thị kỹ thuật thì ta thấy là nó đang là có một cái sự là hồi phục nhẹ. Thì sáng giờ thì nó đang có biến động, hầu như là không có biến động luôn anh chị. Sáng giờ giá vàng nó đi cũng khá là chậm. Và hiện tại là thấy nghĩ là cái vùng hỗ trợ của giá vàng. Vàng thì nó đang có một cái vùng hỗ trợ là quanh 1923, 1930. Thì đây chính là cái vùng mà hỗ trợ của giá vàng. Cho nên những cái anh chị nào mà nếu như mình mà đi mua giá vàng, mình mua trên này thì anh chị thấy là nó hơi lưng chừng, nó khá là rủi ro. Thay vì mình có thể mình chờ mua ngay tại cái vùng là hỗ trợ quanh cái đường là Smooth MA. Thì đây ta sử dụng cái đường màu cam này là cái đường Smooth MA nha anh chị. Thì một số anh chị sử dụng là cái đường là MA20 hoặc là đường MEMA. Còn Thái thì Thái hay sử dụng cái đường Smooth MA bởi vì nó sẽ cho cái tín hiệu là chậm hơn và nó giúp cho mình là xác nhận những cái điểm retest nó chuẩn xác hơn. Và Thái kỳ vọng giá vàng nó sẽ tối nay nếu mà ra tinh thì thông thường những cái lúc mà nó ra tinh thì nó sẽ biến động rất là mạnh. Thái kỳ vọng nó sẽ có một cái nhịp là giật xuống như này một chút rồi nó kéo lên. Đó là cái mình kỳ vọng thôi nha, chứ cái kịch bản của mình là vẫn là chờ mua vùng này thì nó sẽ an toàn hơn đối với các nhà đầu tư mua vàng. Thì Thái nghĩ là trong cái kịch bản mà ngắn hạn giá vàng sẽ quanh cái mức này chính là cái điểm mà chờ mua theo cái xu hướng là tuần. Thái nghĩ sẽ chờ mua quanh cái mức này và kỳ vọng mục tiêu tiếp theo của mình sẽ là đâu đó quanh cái vùng 1960, 1980, tức là cái vùng kháng cự này này. Đó. Thì như vậy cái kịch bản trong cái tuần này là mình sẽ kỳ vọng mua vàng quanh cái vùng là 1923, 19 là 46. Xin lỗi mọi người, 1923, 1930. Rồi, thì đây chính là cái chiến lược của giá vàng mà hôm nay Thái muốn nhấn mạnh. Còn về giá dầu còn về giá dầu dầu thì nó đang có cái tín hiệu gì? Thì trong cái tuần trước giá dầu nó giảm khá là mạnh và giá dầu nó giảm xuống cái mức là thấp nhất kể từ tháng 7 tới giờ. Đây, từ tháng 7 là quanh cái mức này, August là quanh tháng 8 rồi. Thì từ cái tháng 7 là cái vùng này này, giá dầu bây giờ nó đang về lại cái vùng là đáy quanh tháng 7. Và cái tâm lý của giảm giá gần đây thì cái việc mà nó giảm giá trong những cái phiên gần đây nó đến từ cái việc là lo ngại rằng cái nhu cầu của Trung Quốc và Mỹ nó có thể nó bị suy yếu. Bởi vì đối với cái nhu cầu về dầu khí mà của nước Mỹ thì nó sẽ rơi vào đâu đó là hơn 20%, của Trung Quốc là khoảng 14 phẩy mấy phần trăm đó anh chị. Và đứng thứ ba là của Ấn Độ với cái mức là 4 phẩy mấy phần trăm. Thì như vậy thằng Mỹ và thằng Trung Quốc khi mà cái nền kinh tế của nó gặp tương đối là xấu thì nó sẽ ảnh hưởng khá là tiêu cực đến cái giá dầu. Và hiện tại thì giá dầu nó giảm trong những cái phiên vừa qua, nó đến từ cái việc là nó lo ngại về cái nhu cầu của hai cái thằng này nó đang giảm. Và nó có một cái thông tin nữa là cái bộ năng lượng của Mỹ hiện tại thì nó vừa mua 1,2 triệu thùng để mà nó bổ sung vào cái kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của nó, thì nó cũng làm cho giá dầu nó có một cái sự là tích cực nhẹ. Như vậy về cái mức dự báo về dự trữ dầu thô thì cho cái dấu hiệu là giảm từ là 774.000 thùng còn xuống là mức âm 300.000 thùng, thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho giá dầu tăng trong kịch bản ngắn hạn. Và Thái kỳ vọng giá dầu nó sẽ đi sideways trong cái mức là 75 và tiếp tục bật lại cái vùng kháng cự này. Đây là cái kênh giá giảm của dầu nha anh chị. Đó, mình thấy cái kênh của nó cũng khá là rõ ràng. Ok, thì giá dầu thì mình sẽ chờ mua quanh cái mức này nha, 75. Và mục tiêu kỳ vọng của mình là 80 hoặc là 79. Thì đó chính là cái chiến lược đối với các nhà đầu tư mà dầu trong cái biểu đồ tuần. Rồi, qua các cái loại tài sản thì sao? Thì các cái loại tài sản thì hiện tại thì VN Index tức là chứng khoán của Việt Nam thì đang là dẫn đầu về cái mức là tăng trưởng từ đầu tháng tới giờ. Chứng khoán Việt Nam với cái mức tăng trưởng là 5,81%. Hiện tại là tăng hơn so với SP 500 tức là chứng khoán của Mỹ là 5,5%. Và một số những cái loại tài sản mà đang giảm như là dầu thì đang có dấu hiệu là hồi phục này. USD và trái phiếu 2 năm của Mỹ cũng giảm này, giảm nhẹ này, giá vàng cũng giảm nhẹ luôn. Thì cái nguyên nhân mà khiến cho chứng khoán của Việt Nam mình nó tăng là thứ nhất thì nó đến từ một cái việc là chứng khoán Việt Nam nó sẽ khác với chứng khoán của Mỹ nha anh chị. Ví dụ như là của chứng khoán Mỹ nó tăng, nó đến từ cái việc là kỳ vọng về cái mức lợi nhuận của những cái công ty mà
như công nghệ như là Amazon, Google hoặc là những cái công ty mà nó mang cái xu hướng là bùng nổ về cái sự phát triển về công nghệ của nó, chẳng hạn như OpenAI anh chị, thì nó vừa công bố một cái lợi nhuận là khá là tích cực trong cái quý 3. Rồi như là Uber này, thì đó là một trong những cái công ty mà nó củng cố cho cái đà tăng của SP500. Còn đối với chứng khoán Việt Nam của mình thì thấy thấy cái nhịp tăng của này nó đến cái nhịp tăng này nó đến từ cái việc là tại vì trong cái tháng trước chứng khoán Việt Nam nó giảm khá là nhiều và một số những cái thông tin vi mô trong nước đó, thì nói về chứng khoán Việt Nam thì Thái sẽ không trình bày sâu ở đây, cho nên mình sẽ bỏ qua chứng khoán Việt Nam ở đây, thì Thái nói sơ sơ vậy thôi. Và một số những cái thông tin như là lãi suất Fed giữ nguyên về cái công cụ CME FedWatch, nó cho cái dấu hiệu là sẽ giữ nguyên cái mức lãi suất trong cái tháng 12 ở mức là 86%, thì nó cũng hỗ trợ cho cái thị trường là chứng khoán nó cũng khá là tích cực. Thì từ đó cái tâm lý nhà đầu tư cũng khá là tích cực trong cái tháng 12, trong cái tháng 11 này, từ bây giờ đến tháng 12 luôn. Nhưng mà cái tin về CPI tối nay nó cũng sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến cái tâm lý cũng như là cái quan điểm của Fed, cho nên anh chị cần phải theo dõi cái thông tin CPI này để mà mình biết được cái chỉ số lạm phát nó đang như thế nào để mình theo dõi cái tình hình. Bởi vì bên của Mỹ thì cái ông Powell ông dự kiến là sẽ giảm cái mức là kỳ vọng là sẽ giảm cái mức CPI là 3,3% này này, cái mức mà hiện tại là 3,7% này này xuống còn là 2%. Nhưng mà theo như anh chị thấy là mặc dù là nâng lãi suất cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà trong năm nay thì vẫn chưa có đạt được cái kỳ vọng là CPI về lại cái mức là 2% như dự kiến. Nhưng mà bản chất của nó vẫn vẫn là kiềm chế được so với là đầu năm rồi, cho nên hầu như là cũng là ổn định rồi. Và còn một cái giá vàng thì giá vàng cũng đang cho cái dấu hiệu là hồi phục thôi, và thấy như thấy kỳ vọng là chờ mua quanh 1923-30 về kịch bản là của tuần. Và đối với các loại tài sản về la bàn dòng vốn đầu tư thì dòng tiền hiện tại anh chị thấy là nó vào cổ phiếu và Bitcoin là đang là dòng tiền nhiều nhất. Đây, cổ phiếu và Bitcoin. Thứ hai là vàng, vàng cũng đang có dòng tiền vào và USD. Nhưng mà cái thị trường dầu mỏ thì đang có biến động khá là mạnh và lo ngại về cái nhu cầu của Mỹ với Trung Quốc, cho nên nó ảnh hưởng giá dầu cũng khá là ít dòng tiền vào. Ok, thì bây giờ mình qua cái phần là thực hành, tức là Thái sẽ đặt một số những cái lệnh khuyến nghị mua bán và thống kê lại lỗ trong cái tuần trước. Thì trong cái tuần trước Thái có đặt một cái lệnh là mua giá vàng ở đâu đó quanh cái vùng là tuần trước Thái mua vàng ở đâu đó quanh 1948 1950 này, này. Hình như cắt lỗ là ở đâu đó dưới này. Không, xin lỗi mọi người. Thái mua là đâu đó quanh cái vùng là này này, cái vùng 1959 này này, cắt lỗ 1950 rồi. Thì mình lỗ cái tài khoản của mình là từ 20.000 giờ còn 15.000. Thì bây giờ mình sẽ từ từ mình sẽ gây dựng lại thôi, chứ không có gì phải là căng thẳng cả. Ok, bây giờ mình sẽ chốt lời hết các lệnh đi. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu lại với cái mức là thấp hơn, có nghĩa là NAV của mình nó bị giảm là khoảng 20% rồi, 20-25%. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình cứ từ từ mình lấy lại thôi, chứ mình không có việc gì phải vội. Thì nếu như một số trader mà khi mà cảm giác được là mình thua nhiều như vậy rồi á, thì họ sẽ có cái xu hướng là những cái trader mà mới tham gia vào thị trường và chưa có quản lý được cái kỷ luật tốt, thì thông thường ở những cái giai đoạn này họ sẽ bắt đầu là nhồi lệnh hoặc là muốn tìm một cái cách nào đó để mình kiếm lại cái mức lợi nhuận, cái mức vốn của mình một cách nhanh chóng. Thì khi mà mình càng hấp tấp, mình càng vội vàng như vậy thì nó sẽ làm cho mình cái tâm lý của mình nó không có ổn và mình sẽ đầu tư một cách nó hời hợt và nó không hiệu quả, vì nó mang cái tính là trả thù thị trường hơn, cho nên mình sẽ đưa ra những cái quan điểm đầu tư nó không có chính xác. Cho nên khi mà anh chị thua lỗ, cái việc mà mình cần phải làm quan trọng nhất là mình cần phải bình tĩnh và mình tìm kiếm những cái chiến lược và cơ hội đầu tư một cách từ từ, chậm rãi trở lại, không việc gì phải vội. Ok, tiếp theo thì như Thái trình bày là mình sẽ chờ mua quanh cái vùng là 1930 cho đến là 1923. Ở đây Thái sẽ đặt một cái lệnh là buy limit quanh cái vùng là 1927, 1928 đi. Ok, rồi mình sẽ đặt trước một cái lệnh chờ mua ở đây. Thì mặc dù là mình thấy là giá vàng nó đang hồi phục như này, nhưng mà tối nay khi mà công bố ra cái tin CPI thì anh chị biết là một trong những cái tin mà nó biến động cực kỳ mạnh như CPI, thì giá vàng nó có thể giật lên giật xuống là bình thường. Bây giờ ta sẽ thử đặt lệnh mua là quanh 1928 được xem. Stop loss của mình sẽ là quanh cái vùng là 1923, thì mình sẽ đặt cái điểm stop loss của mình là 1918 chẳng hạn. Đó, 1918. Mình phải cách cái điểm hỗ trợ của mình một cái khoảng thời gian, một cái số pip mà nó an toàn, đủ để phòng chống được cái tụi cá mập nó quét qua nha anh chị.
Và cái mục tiêu của Thái kỳ vọng sẽ là 1959. Đây, cái vùng hỗ trợ này này, quanh 1959 là cái vùng kháng cự này. Đó. Thì mình sẽ cái chiến lược của mình trong cái tuần này sẽ là chờ mua quanh cái vùng 1928 này. Vì thấy nhìn trên cái biểu đồ 4 giờ và ta thấy nó có một cái dấu hiệu là nếu mình đặt 1/28 ở đây thì cái điểm mà từ đây mình quét xuống đây một cái là mình cắt lỗ liền. Cho nên mình sẽ kéo cái này xuống một chút cho nó an toàn nha anh chị. Đây 1915. Đó mình sẽ đặt một cái lệnh chờ mua ở đây. Thì nếu như trong cái trường hợp mà cái lệnh của mình nó khớp ở 1927 và nó chốt lời ở 1959 thì nghĩa là cái lệnh cái điểm lời của mình là sẽ là 30 giá nhân cho một lot thì nó bằng là khoảng 3.000 đô. Thì như vậy thì mình đánh một cái lệnh này mình cũng có thể được gần hệ vốn rồi. Ok. Rồi, thì đây là cái lệnh vàng. Và tiếp theo mình sẽ đi phân tích một số những cái cặp tiền. Như lúc này thấy cái trình bày là trên cái slide là dầu mình cũng có thể là chờ mua quanh cái vùng là 75. Đó, chờ mua quanh cái vùng 75 này này. Thì mình sẽ đặt tiếp tục một cái lệnh là chờ mua quanh cái vùng là 75 dựa theo cái kênh giá của giá dầu. Thì cái lệnh này thì Thái sẽ giữ luôn, mình không có đặt cái stop loss nha anh chị. Và cái mục tiêu của mình chốt lời sẽ là quanh đâu đó vùng 79. Ok, quanh mức này. Nó đang hình thành một cái kênh lên rồi. Thì nếu như mà để mà cái kịch bản mà test về cái vùng 75 một lần nữa thì Thái nghĩ là hầu như là rất là khó. Cho nên mình cứ đặt ở đây thôi. Nó khớp hay không thì mình còn phải tùy duyên nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ qua một cái cặp tiền tiếp theo, đó là cặp Euro USD. Thì cặp Euro USD thì ta thấy là nó break qua cái kênh là giảm rồi. Và nó cũng cho một cái dấu hiệu là retest lại cái vùng là hỗ trợ đây. Thì đây chính là cái vùng hỗ trợ của Euro USD. Thì mình sẽ đặt một cái lệnh là chờ mua. Mình có thể đặt một cái lệnh là chờ mua đâu đó quanh 6.500 và một cái lệnh mua bây giờ luôn. Thì Thái sẽ chia ra hai cái lệnh nha anh chị. Một cái lệnh là 0.5 ở đây, mua quanh cái mức này, stop loss của mình bên dưới này luôn. Mục tiêu của mình lên cái vùng kháng cự này. Đó, và một cái lệnh mình sẽ chờ mua đâu đó quanh cái vùng là dưới này, quanh cái vùng mà 1965 này này. Rồi, mình đặt một cái lệnh là chờ mua quanh cái mức này. Và cái giá chốt lời của mình cắt lỗ là tầm 5.300. 5.300 và 6.500 và quanh 9.200. Ok, thì đây là cái cặp Euro USD. Thì ta đã đặt xong hai cái lệnh. Tiếp tục cái lệnh của trong tuần trước thôi. Rồi, qua cặp GBP USD. Thì cặp GBP USD thì đây, nó đang cho một cái dấu hiệu là vượt qua cái kênh giảm và nó đang đi vào một cái kênh tăng trong cái biểu đồ là H1. Thì cái biểu đồ H1 thì nó đang ngay cái vùng là kháng cự khá là mạnh. Vùng này là cái vùng kháng cự này và nó chưa có dấu hiệu là vượt qua. Cho nên mình sẽ theo dõi. Nếu như mà thấy nghĩ thì cái vùng này chính là cái vùng mà mình có thể là bán trong ngắn hạn được nha anh chị. Bây giờ ta sẽ thử một cái lệnh GBP USD thử nha. Đặt một cái lệnh là sell, mình sell trước tin luôn. Đặt một cái lệnh là khoảng 0.7 thôi. Ok, mình đánh cái này là ta đánh trong cái kịch bản ngắn hạn từ đây cho đến hết ngày nha. Và cái điểm chốt lời của mình sẽ là 2.500, là lời tầm 400 đô. Và cái điểm cắt lỗ của mình sẽ là bên trên cái vùng kháng cự này một chút này. Đây là mình lỗ tầm là 180 đô. Đó. 180 đô. Và cái mục tiêu chốt lời của mình sẽ là quanh cái vùng này. Đây, chốt lời tầm 380 đô. Đó là một cái lệnh mà GBP USD. Thì thấy thấy là cặp GBP USD thứ nhất là nó đang đi vào một cái vùng kháng cự. Và cái thứ hai là dựa trên cái mô hình sóng của nó này. Anh chị nếu mà anh chị thấy cái sóng của nó đi lên như này và nó giảm về đây thì cái đoạn này nó sẽ là cái sóng hồi phục. Cái sóng hồi phục, nếu mà anh chị nhìn cái sóng nó dài ra một chút thì đây nó sẽ rơi vào cái sóng là hồi phục và cái vùng này sẽ kỳ vọng giảm về tiếp tục ít nhất là về quanh cái vùng này. Đó, mặc dù mình nhìn trên cái biểu đồ ngày thì mình thấy nó cũng khá là tích cực.
Ok, thì cái lệnh này thì mình chỉ đánh là trong cái xu hướng là trong ngày thôi, đánh để mình theo dõi thôi, đánh ngắn hạn thôi nha anh chị. Có thể là tầm tối nay thì cái lệnh này nó sẽ, một là quét lên trên này, hai là nó bị cắt lỗ chốt lời ở đây. Mình sẽ theo dõi thử cái lệnh này đến tối nay. Thái sẽ theo dõi cái lệnh này đến khi nào mà nó ra tin, rồi mình theo dõi thử luôn. Thì qua tuần sau Thái sẽ cập nhật lại cái lệnh này cho anh chị. Ok, như vậy là xong với cặp là GBPUSD. Rồi hầu như là trong cái tuần này là cái kịch bản trong tuần này của Thái là xong. Đây toàn bộ những cái khuyến nghị trong cái tuần này. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình xem cái Bitcoin một chút ha. Mặc dù là mình không có phân tích hay là nhận định Bitcoin, nhưng mà mình cũng có thể là add cái tem lát vào để mình xem thử là cái Bitcoin đang biến động như nào. Rồi ta phân tích cho anh chị. Bitcoin thì hiện tại chưa xuất hiện phân kỳ này. Chưa có gì hết này. Ok, cái xu hướng của nó đang tăng khá là mạnh thôi. Biểu đồ 4 giờ. 4 giờ thì nó, mặc dù là nó xuất hiện phân kỳ này anh chị. Phân kỳ trên MACD này. Nhưng mà nó giảm về đây xong nó tiếp tục nó tăng lên. Thì trên cái biểu đồ 4 giờ thì anh chị thấy là nó xuất hiện một cái nhịp là phân kỳ từ cái vùng này về vùng này và cái vùng đỉnh sau. Đó. Thì đây chính là một cái dấu hiệu về phân kỳ. Thì ta nghĩ là Bitcoin trong ngắn hạn nó sẽ có một cái nhịp reset về quanh cái vùng là, thứ nhất là quanh cái vùng 31.600 hoặc là cái vùng 33.000. Đó. Thì đây chính là cái kịch bản mà ta nghĩ Bitcoin nó sẽ reset nhẹ về đây, tiếp tục hay không thì mình chưa biết. Ok, thì video của Thái về nhận định thị trường cũng như là phân tích thị trường đến đây là kết thúc. Thì nếu như mà anh chị cảm thấy cái video này nó có cái gì mà nó hỗ trợ cho mình trader nó tốt hơn, thì anh chị có thể là ủng hộ Thái bằng một like hoặc là một cái comment. Rồi còn những cái thiếu sót gì thì anh chị cũng có thể là cứ comment lên thì Thái sẽ cải thiện về những cái video tiếp theo. Video của Thái đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái video về Forex thực chiến trong tuần sau. Mình là Thái Phạm. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.